Ở đây ta có công thức chung của chất béo có dạng là CnHn2n cộng 2 trừ 2k O6. Cái k bây giờ chúng ta sẽ bằng 3 bởi vì góc ST là góc no, góc Pan-meeting cũng là góc no. Như vậy, k bây giờ bằng 3 thì chỗ này nó sẽ là trừ 4 cộng cho oxy. Em sẽ thu được CO2 và nước. Thằng này hấp thụ qua dung dịch nước vô trong dư, CaOH là dư, thu được tủa. Tủa đây là CaCO3. Ở đây mình sẽ gọi số mol của CO2 là A mol, nước là B mol. Thay bỏ toàn C thì số mol Ca3 bằng số mol CO2 và bằng A. Số mol chất béo là 0,1. Số mol oxy là 7,79. Ở đây ta có thứ nhất là bảo toàn oxy. Oxy bên phía trái sẽ bằng 6 nhân 0,1 cộng cho 2 nhân cho 7,79 bằng 2A cộng B. Biểu thức thứ hai mình nghĩ tới đó là biểu thức liên hệ giữa CO2 nước và hợp chất hữu cơ. Biểu thức liên hệ đó là mol CO2 trừ đi mol nước bằng K trừ 1 hợp chất hữu cơ, K trừ 1 mol hợp chất hữu cơ ra vào. Mol CO2 là A, mol nước là B bằng K đây bằng 3 thì 3 trừ 1 là bằng 2, 2 là mol x. Ở đây em đi giải hệ thì em tìm được x bằng, em đi giải hệ thì A bằng 5,46 và B bằng 5,26. Giờ đây em sẽ tính được khối lượng của CO2 và nước so với tủa. Ở đây người ta hỏi là khối lượng dung dịch giảm là m gam. Vậy m giảm bây giờ sẽ bằng khối lượng tủa trừ đi tổng khối lượng của CO2 và nước. Ra vào. Tủa chúng ta m lớn là 100 nhân mol là 0, xin lỗi, 5,46 trừ đi tổng CO2 và nước. CO2 là 44 nhân mol 5,46. Nước là 18 nhân cho mol 5,26. Ở đây mình tính nó sẽ bằng 211,08 gram. Như vậy 211,08 gram này gần nhất với giá trị là 210. Có đúng ở đây mình chọn là câu B.